Cái này là một miếng nhỏ xíu rồi nha. Cái này là cá kho, cá thu đó, tuna đó. Còn miếng lớn mình để xuống nước. Cái này thường ai thích ăn bún đó, rau thơm thì ăn, còn ăn cơm cũng được, ăn nào cũng được, phải không? Bóc khó nha. Cái cục bự dưới nhất là đây nè, không khéo nó bể. Đợi chút nha, Ăn với bún là tuyệt, bá chế vào chét ha. mai muốn ăn bún rồi luôn, thấy không, thấy bự không? Ở đây đây. Là phải để xuống dưới nước sấu đó, cho nó lặn xuống đi, lặn xuống. Lúc mà kho xong đừng có để cái cá nằm trên mặt nước nó bị đen đen á, đen nó xấu đó. Bơi kho cá này phải nhiều nước chút ăn mới ngon, để ừ. Không ăn xong là nó còn lại cá là nó bị đen đen ăn dở, nó đậm đà nữa, thấy không? Là miếng phi lê nè, miếng mà giống như thịt bò khớm đó, được rồi. Rồi đó, lặn nó xuống. Đúng ra này phải bỏ ớt, tại nhà mình có con nít nhiều quá không bỏ ớt bỏ vô. Phải ớt nhiều, trái ớt vô đã bỏ nguyên trái ớt vô, nguyên trái mà nhiều á, 4-5 trái thơm.